trang trại dế Thanh Xuân thu mua dế thương phẩm cho khách hàng ở các tỉnh mang về bán cho trang trại dế Thanh Xuân. Trang trại dế Thanh Xuân thu mua dế thương phẩm cho khách hàng ở các tỉnh mang về bán cho trang trại dế Thanh Xuân. Chú rũ luôn ở bên thùng bên này này, chú Minh này. Chú rũ luôn ở thùng bên này này. Cho nhanh. Cho xúc thì mấy mà mấy giây sau rồi. Bao nhiêu chú? 34 cân. Dạ? 34 cân. Có như chú phải tầm 8 giờ hơn, tầm giờ không bị sửa sửa. Đi sớm thôi ơi. Để sớm cho lá xe này. Đi nữa, em ở đi sớm. Nhưng mà đi sớm à? Em đi sớm. Trang trại dế Thanh Xuân thu mua dế thương phẩm cho khách hàng ở các tỉnh mang về bán cho trang trại dế Thanh Xuân. Yeah.